Chào anh em, hôm nay mình sẽ chia sẻ với anh em về một số vấn đề liên quan tới cái độ chống chân của xe máy cũng như là cái độ gác chân sau, bởi vì mình thấy khá nhiều anh em bị dính phải, trong đó có cả bản thân mình. Đầu tiên là về cái phần chân chống xe máy, bởi vì cái chân chống là cái phần để đỡ cả một chiếc xe khi mà anh em dừng, anh em không chạy nữa, cho nên thường nó làm bằng cái vật liệu là kim loại nên nó rất là nặng. Khi chạy ngoài đường, mình thấy có một số anh em quên gạt chân chống lên, cứ để chân chống lòng hòng ở dưới đất như vậy sẽ rất là nguy hiểm. Lỡ khi mà anh em qua cái ổ gà hoặc là anh em qua những cái gờ, khi mà quẹt chân chống nó rất là nguy hiểm, bởi vì có nhiều lần bản thân mình cũng vậy, mình quên gạt chân chống xe máy của mình. Và không phải là như nhiều chiếc xe, có những chiếc xe khi anh em gạt chân chống xuống thì nó tắt máy, tuy nhiên có những chiếc xe là không. Và khi mà mình quẹo cua, mình quẹo qua bên tay trái thì nó sẽ bị cạ cái phần gác chân, nó rất là khó chịu. Và nếu mà xui xẻo có khi là mình té xuống đường nữa. Cái thứ hai là khi anh em dừng lại, anh em dắt xe tới lôi anh em đỗ, thì anh em nào mà quên gạt chống chắc hẳn là không ít anh em đã bị cái cảnh mà đá vào cái chân chống. Mình cũng mới bị, mới lành cách đây được 1-2 tuần thôi, là khi dắt xe ra mình quên không có gạt cái chân chống lên, và khi mà lui lại nó mất cái thế và cái chân chống nó quất được cái ngón chân cái của mình và bay hết nửa cái móng, rồi mãi tới bây giờ nó mới lành được. Và mình thấy rất là nhiều luôn, và đặc biệt là chị em, những chị em hay có kiểu dắt xe mà sợ đổ, cứ để chân chống nó lỡ mà nó có đổ xuống thì có chân chống đỡ cho xe. Tuy nhiên làm như vậy rất là nguy hiểm, có khi xe không bị sao mà ngón chân mình có vấn đề, rất là tội. Và cái thứ ba nữa là có khi mình còn gây nguy hiểm cho người khác, là khi ở ngoài đường nhiều người bỏ cái gác chân xuống không để ý, không có gạt lên, và khi có những người chạy và lúc mà đường đông những cái xe gần sát nhau, và khi họ đưa chân xuống lại sút trúng cái gác chân của mình, có phải là rất tội cho họ hay không? Khi mà anh em đi ở ngoài đường mình khuyên anh em là nên nhớ cái độ gác chân một xíu. Nếu mà như những chiếc xe tay ga, những chiếc xe mà khi mà anh em gạt chân chống xuống nó tắt máy thì quá tuyệt vời rồi, bởi vì anh em sẽ không quên cái vấn đề đó. Tuy nhiên phần lớn những chiếc xe này là anh em bỏ gác chân xuống vẫn chạy xe bình thường, cho nên như vậy rất là nguy hiểm. Anh em hãy nhớ là mình, hãy nhớ cho bản thân mình là luôn luôn gác cái độ gác chân lên. Với lại khi mà anh em đi ngoài đường gặp ai mà không có nhớ để gác cái chân chống lên, anh em cũng nên nhắc nhở họ. Và mình thấy ở Việt Nam mình, cái câu khi mà đi ngoài đường nghe nhiều nhất, nghe dễ thương nhất đó chính là cô chú ơi chân chống kìa, nghe nó rất là ấm áp. Thêm một cái nữa mình muốn chia sẻ với anh em là cái vấn đề khi anh em không đá chân chống lên mà anh em lưu thông ngoài đường, có nghĩa là anh em đang phạm lỗi giao thông. Và cái đó cái mức phạt rất là cao nha anh em, bị vi phạm cái đó phạt từ 2-3 triệu đồng. Nên anh em lưu ý là vừa an toàn cho mình, vừa an toàn cho túi tiền của mình nữa. Rồi, vấn đề thứ hai mình muốn chia sẻ với anh em đó chính là cái phần gác chân cho người ngồi sau. Thì thường gác chân cho người ngồi sau xe nào cũng có, và thường nó sẽ được làm bằng cao su. Có những xe làm bằng nguyên cục cao su, còn có những chiếc xe làm bằng kim loại như thế này đây. Và khi anh em để ý nè, khi mà chạy ngoài đường mà cái đồ gác chân gạt ra như thế này, có phải là rất là nguy hiểm cho những người đi xung quanh hay không? Bởi vì có một số loại xe số, cái gác chân cho người ngồi sau họ làm bằng cái cục cao su, lỡ mà có va quẹt cái gì ấy thì nó cũng đỡ, bởi vì đó là cao su thôi, cho nên không có thốn lắm đâu. Còn những cái đồ gác chân mà làm bằng kim loại như thế này, anh em để ý lỡ mà anh em có đập cái chân vô đây thì thôi luôn. Lúc đó thì mình nghĩ là cái ống quyển của anh em chắc nó móp vô trong luôn, nó rất là nguy hiểm. Như vậy là vẫn còn đỡ anh em. Có một số loại như là, như mình không nhớ không lầm là chiếc Lead, chiếc Honda Lead á, chiếc Ninja á, khi mà cái đồ gác chân sau mà gạt thẳng ra ngoài thì đúng y như kiểu là cái giò gạt vậy á, ai đi nghe gọi là gạt giò liền. Tuy nhiên có một số mẫu xe tay ga, cái đồ gác chân của họ không có làm ra như thế này mà họ làm sát vô cái sàn xe ở phía trước luôn. Và mình thấy những cái dòng xe mà được làm nhiều nhất đó chính là những cái dòng xe của xe Vespa. Họ làm cái đồ gác chân của họ rất là liền mạch với lại cái bệ để chân của người ngồi trước, cho nên khi mà đi á, cái đó nó không có ảnh hưởng gì tới người xung quanh. Tuy nhiên thì được cái lọ thì mất cái chai, bởi vì khi mà làm sát như vậy thì người ngồi sau sẽ rất là khó gác. Đó, anh em thấy không, nếu mà làm lòi ra dễ gác thì lại gây nguy hiểm cho mình cũng như người khác, còn nếu mà thụt vô trong cho nó đỡ nguy hiểm hơn thì lại khó gác chân. Được cái lọ thì mất cái chai thôi. Vậy nên khi mà anh em tham gia giao thông có chở người ngồi phía sau có gác chân, thì khi mà dừng lại anh em chịu khó là mình quay lại mình gạt cái đồ gác chân vô, nó cũng không mất bao nhiêu thời gian đâu. Hoặc là những anh chị em nào ngồi phía sau dừng lại rồi không di chuyển nữa thì có thể chủ động tự mình xuống xe, tự mình lấy cái chân, mình thắt cái đồ gác chân vô thôi. Rất là đơn giản, không có quá nhiều thời gian của anh em.
Nói chung, những cái vấn đề liên quan tới cái chân chống cũng như cái đồ gác chân cho người ngồi sau, nó rất là đơn giản, nó xảy ra hàng ngày luôn. Tuy nhiên mình thấy vẫn rất nhiều người không để ý tới trường hợp này sẽ gây ra nguy hiểm cho mình cũng như cho người khác. Vậy nên mỗi anh em khi mà tham gia giao thông nên cố gắng để ý một chút thôi, chứ không mất nhiều thời gian đâu. Những điều vừa rồi mà mình chia sẻ cho anh em là nó nằm ở cái góc nhìn của mình. Nếu như có cái gì chưa đủ hoặc là chưa đúng, anh em có thể góp ý cho mình ở phía trong bài để cho mình bổ sung thêm những cái vấn đề về kiến thức này. Cảm ơn và xin chào anh em.